Thưa bác sĩ thì điều trị tinh hoàn ẩn ở trẻ nhỏ và người lớn thì có khác biệt nhiều không ạ? Điều trị tinh hoàn ẩn ở trẻ nhỏ đó thì nếu các bác sĩ tiếp nhận được em bé đó trong cái thời điểm phẫu thuật, thời điểm vàng đó, 2 tới 3 tuổi thì quá tuyệt vời rồi ha. Thì cái khả năng khi mà bé lớn lên cái tinh hoàn nó vẫn còn chức năng, đó là những trường hợp mà thực sự chúng tôi rất là mừng cho cái trường hợp, cho bé trai đó. Còn những cái trường hợp mà trễ hơn, chẳng hạn là sau tuổi dậy thì cái khi mà chúng tôi hạ xuống, thứ nhất chúng tôi sẽ đảm bảo cái chức năng thẩm mỹ để cho người bệnh nhân không có mặc cảm nữa. Cái thứ hai là có thể chức năng sinh tinh không còn, tuy nhiên cái chức năng mà nội tiết tố, tiết ra hormone sinh dục nam hay testosterone vẫn có khả năng đảm nhiệm bởi cái tinh hoàn teo đó. Một cái điều cuối cùng nữa chúng ta phải cực kỳ lưu ý ở các trường hợp mà tinh hoàn ẩn ở người lớn là gì? Nó sẽ có cái nguy cơ ung thư cao gấp 10 tới 20 lần so với tinh hoàn bình thường, đúng không? Thì chúng ta phải hạ xuống chi? Để chúng ta theo dõi cái tinh hoàn đó ha. Chúng ta sẽ dặn dò người bệnh nhân là mỗi 6 tháng hay là 1 năm tái khám lại một lần để coi cái tinh hoàn đó nó có nguy cơ hóa thành ung thư hay không. Nếu nó hóa thành ung thư thì chúng ta phải can thiệp càng sớm càng tốt nha quý vị.